Em xin chào cả nhà nhé. Xin chào cả nhà đang xem kênh của Bình Lê Vlog 86 nhé. Ngày hôm nay em lại tiếp tục đi thăm vườn hoa Hoàng Anh để chuẩn bị cắt nhé. Mà cũng chẳng cần phải chuẩn bị nữa. Mà bữa nay là hoa ít quá đâm ra là họ cũng đã cắt hết rồi đây này cả nhà này. Cũng đã có người cắt rồi đây này. Đó. Cả nhà thấy không ạ? Đây em sẽ quay cho mọi người xem và biết là hoa Hoàng Anh như thế nào nhá. Đây cây nó, thân cây thì nó nhỏ vậy này. Đó, thân cây nó nhỏ nha. Thân cây nhỏ mà hoa này nó thì đây, bây giờ nó đang cây con này, non này. Đó, hoa nó thì khi nó nở ra thì nó sẽ thế này. Cả nhà thấy không ạ? Đó. Cả nhà có ai yêu thích màu vàng không ạ? Đây. Ai xem đang xem kênh của em thì hãy nhớ ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video khác về các loại hoa bên khu vực Đà Lạt nhà em nhé. Đó, và ai cần hoa thạch thảo, Hoàng Anh, tú cầu, đồng tiền hay là các loại hoa cúc, các loại hoa của Đà Lạt thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình nhé. Em sẽ đóng hàng gửi đi cho mọi người nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đó. Cả nhà thấy không? Hoa bây giờ là hot hòn hòn luôn đó cả nhà. Ở bên em không chỉ cung cấp giống cung cấp hoa Hoàng Anh mà em còn bán cả giống hoa Hoàng Anh nữa nhé cả nhà. Bán cả giống hoa Hoàng Anh nữa. Bán giống hoa Hoàng Anh, thạch thảo, tú cầu, thạch thảo trắng nha cả nhà. Đó. Ai cần các loại giống hoa đó thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình. Em sẽ đóng hàng gửi đi cho mọi người nha. Và ai cần các loại hoa, các loại trái cây, rau màu thì liên hệ thẳng trực tiếp với em qua số điện thoại 0356 216 186 nha. Và hoặc là liên hệ qua số Zalo đó cũng được. Số Zalo là 0356 216 186 nhé. Em sẽ đóng hàng và cắt hàng gửi đi cho mọi người nhé. Này. Này. Bên này là vườn hoa Hoàng Anh mới cắt xong và đang thắp điện để cho nó chuẩn bị lên cây nhé. Rồi, cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi video của em nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau nha. Tạm biệt cả nhà. Và hãy nhớ đừng quên ấn đăng ký kênh để giúp ủng hộ em và xem nhiều video khác về cuộc sống nông dân của người Đà Lạt, cách thức trồng hoa màu, chăm sóc hoa như thế nào nhé. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau.